Xin chào các bạn. Sau khi mà đã tiến hành xong hai cái video clip, một là về thực tập căn bản, điện tử cơ bản 1 và điện tử cơ bản 2, thì hôm nay là tiếp tục là điện tử cơ bản phần 3. Thì phần 2 á, là chúng ta nói về cái lý thuyết mà đo điện trở. Phần 3 này chúng ta thực hành đo điện trở dùng đồng hồ đo VOM. Thì đây là một cái con điện trở trong thực tế. Thực ra tôi quay bằng máy điện thoại nên thành ra là nó không có nhìn không có rõ lắm. Tôi không có cái máy chụp hình nào, máy chụp hình tôi bị hư rồi không quay được nên thành ra là chúng ta xài tạm cái này. Thì đây là một cái con điện trở trong thực tế. Tất nhiên là nó có một số loại khác nữa nhưng cái loại này là loại chúng ta thường gặp nhất. Thì các bạn nhìn thấy nè, trên đây các bạn nhìn thấy nè, nó sẽ có là tất cả là bốn dòng màu, một màu nâu nhá, một màu lục, một màu đỏ, và cái cuối cùng bên đây á, cuối cùng á là nó sẽ là màu vàng kim ha. Thì ta nói là cái màu vàng kim á là không bao giờ là ta đọc màu vàng kim trước. Bây giờ hôm trước á, mình nói là màu vàng kim á, hoặc là bạch kim á, thì nó tượng trưng cho cái sai số, cái sai số hoặc là cái bội số, giống như ở đây ta thấy nè, bên đây ta thấy nè, vàng kim với bạch kim, chứ không bao giờ là một con số hết. Thành ra là đầu tiên á, chúng ta sẽ đọc từ màu nâu trước. Thì màu nâu ở đây á, chúng ta sẽ so sánh là màu nâu và thứ bao nhiêu. Các bạn thấy rằng ở trong đây á, ta ghi là màu nâu là một nè, thì đây là một ha, một. Rồi kế tiếp á là màu, các bạn nhìn chịu khó nhìn chút xíu, là màu các bạn thấy màu xanh xanh đó, màu xanh xanh nè, xanh xanh đây nè. Đó thì cái màu này đó nó là màu màu nó có hai loại xanh nha, xanh lá cây và xanh dương. Thì ở đây á, màu xanh này á là xanh lá cây, xanh dương, xanh lá cây, xanh dương và xanh trái trời các bạn. Bên ngoài là xanh lá cây, có thể nhìn không rõ lắm. Còn cái kế tới là màu xanh lá, kế tới là màu đỏ. Thì cái màu xanh lá cây á, màu xanh lá cây á, thì ta thấy là xanh lá cây á là con số kế tiếp là 5, thì ta ghi ghi là 5. Thì các bạn nhớ là cái bài hôm trước mình có nói á, ở đây á là điện trở có bốn dòng màu, thì cái dòng đầu á là số nè, dòng thứ hai là số, tức là 1 5 là số nha. Rồi dòng thứ ba đó là cái màu màu đỏ đó, thì nó sẽ là bội số. Thì màu đỏ ở đây á là màu đỏ nha, thứ ba là màu đỏ. Thì màu đỏ ở đây á, ta thấy là màu đỏ này, bội số là hai số không, hai số không, nó thành ra hai số không, màu không phải màu đỏ mà là màu cam, màu cam, xin lỗi xin lỗi, ta nhìn trong đây ta nhìn ra màu đỏ chứ thực tế là màu cam. Thì màu cam á nó là ba số không, ba số không, thì ta tay ghép lại là được 15.000, 15.000 tức là 15 kg. Đó là ta đọc thôi. Còn bây giờ á, chúng ta đo thực tế, đo thực tế thế nào? Đo thực tế là ở đây, đây là ta phải chỉnh đồng hồ so, đồng hồ đo qua cái thang đo, thang đo. Tại vì tôi bên cơ khí thành ra nhiều lúc cứ lộn thành đồng hồ so. Đồng hồ đo, thang đo ôm, thang đo ôm nha. Rồi. Và khi đọc á, chúng ta sẽ đọc ở trên này nè, trên cái thang đo hôm nay nè. Trước khi đo đó, ta sẽ canh coi nó, ta chỉnh xem nó là thuộc cái dãy nào. Thì thông thường á là mình sẽ chỉnh từ từ, mình coi dãy nào thích hợp. Ở đây á, chúng ta đã biết trước giá trị nó rồi, đã biết trước giá trị nó rồi. Thì chúng ta chỉnh thẳng luôn đi cho đỡ tốn thời gian. Còn nếu không thì tôi vẫn chỉnh cho các bạn. Thí dụ tôi để quy trình á, thôi ta làm gì đi ha, ta làm gì đi cũng được, ta làm gì trước cũng được. Là cái quy trình á, quy trình á là đầu tiên á, chúng ta sẽ chạm chạm hai cái này lại với nhau. Sau khi ta chọn thang đo rồi á, thì đầu tiên ta sẽ chạm hai cái này lại với nhau. Và ta dòm xem á, ở đây nè, giờ xem đây nè, cái kim nó về không chưa. Nếu mà nó chưa về không á thì chúng ta sẽ chưa về không á thì chúng ta chỉnh nó về không.
thì lúc nãy nó đã về không rồi, nó đã về không rồi ha. Sau đó chúng ta dùng hai cái que đo nè, chúng ta đo đo nó, dùng hai que đo để chúng ta đo. Rồi các bạn thấy á, là ở đây á là cái tỷ số á là đọc ở trên là 200 đúng không ạ, 200. Nhưng mà các bạn thấy nó là, bạn thấy là ở đây á là cái chữ đây là x nhân 100, tức là 200 mà nhân cho 100 thì nó là gần 20.000, gần 20.000 à, gần 20.000. Hồi nãy mình đọc ra là 15.000 à. Thật ra ở đây nó chưa tới số 200, tức là chưa tới 20.000. Thì chúng ta có thể đoán được. Và cách kế tiếp ấy, chúng ta thấy là cái đoạn này nó khó đọc quá, nó khó đọc quá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó về đây. Đó. Nhân 1k tức là 1 kg ha, nhân 1k tức là ta nhân cho 1 kg. Thì chúng ta cũng sửa bước bước kế tiếp là chúng ta sẽ lấy hai cái đầu kim này nè, chúng ta chặt lại với nhau. Thì bạn thấy là rõ ràng á là ở đây á là nó không có về không, thì chúng ta phải chỉnh nó lại thôi, phải chỉnh nó lại thôi, tại vì một tay cầm điện thoại, một tay cầm này hơi khó khăn một xíu, chỉnh nó lại rồi đó. Bây giờ nó về không rồi các bạn, nó về không rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ta đo nó à. Thì ta đo nó có chút xíu ha. Lẽ ra là phải có một cái tay cầm nữa nhưng mà hết tay rồi. Bạn thấy rõ ràng đây, đây là lên số gì? 10 ha, các bạn thấy số 10 ha. Thì đây 20 ha. Ở giữa là 15. Nó là gần 15 thôi, chứ không có chính xác là 15. Thì bạn thấy đây là 15 kg. Là đó là giữa cái lý thuyết của mình đọc với cái thực tế mà mình đo được. Rồi, những con điện tử khác người ta đo cũng tương tự thôi. Khi mà đo điện trở đó thì các bạn chú ý á, là tại tôi có một tay thôi, nếu mà ta có hai tay á thì một tay ta cầm một bên thôi, ta cầm một bên thôi chứ đừng cầm hết hai tay hai bên, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi bởi cái điện trở của người ha. Một tay mình cầm một bên thôi, còn cái tay còn lại á là mình sẽ đo. Ta lấy ví dụ đây đó, lấy cái hai còn con út út tôi kẹp bên đó. Bây giờ ta đã đo hơi khó chút xíu. Đó, nó lên đó bạn, bạn nhìn thấy đồng hồ bạn, nó lên gần 15 kg á. À, thì ta cầm một bên thôi, đó. Vậy nó sẽ không bị nhiễu. Thì cái phần bài này nè tới đây là chấm dứt. Thì mong là các bạn có thể giúp ích được các bạn phần nào. Và phần kế tiếp á, thì kế tiếp á, tôi sẽ nói về đo dòng à. Thật là xin lỗi là bởi vì tôi mới có một mình tôi thôi, không có ai phụ hết á, thành ra là nó không có được chính xác lắm. Thì tuy nhiên tôi nghĩ là các bạn nhìn video này các bạn có thể hiểu, hoặc là có thể là trao đổi với tôi qua email cũng được. Xin chân thành cảm ơn các bạn.